Xe đạp thể thao Vietcombom xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao Vietcombom luôn có đầy đủ các mẫu xe đạp thể thao đa dạng và phong phú về chủng loại, kiểu dáng và có nhiều mức giá phù hợp để bạn lựa chọn. Với phân khúc tầm trung loanh quanh 15 triệu thì xe đạp đua Lynxuro là lựa chọn vô cùng hợp lý ở thời điểm hiện tại. Vâng, xe đạp đua Lynxuro với thiết kế khung nhôm càng carbon, bộ chuyển động Shimano Sora R3000 đang rất khan hàng. Và với Lynxuro đang có hai màu, đó là màu đen ghi và màu đen vàng, rất rực rỡ và sang trọng. Và rất chất là sự kết hợp giữa hai hãng xe đạp Lam và hãng Java thành chiếc xe đạp Lynxuro đây. Trong bối cảnh thị trường hiện tại thì mức giá cho các siêu phẩm xe đạp đua của hãng Lynxuro vẫn vô cùng hợp lý. Nên sau khi nhận đầy đủ thông tin, anh Thành đã quyết định đặt cọc luôn cho shop để được làm chủ chiếc xe đạp đua Lynxuro màu đen lá cực cá tính và đặc sắc đây. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và Lynxuro đây là chiếc màu đen ghi, và shop cũng đã làm review chi tiết chiếc Lynxuro này để bạn đến với shop bạn xem chi tiết được màu sắc bạn thích, có màu đen ghi và màu đen vàng. Và anh Thanh ở Bạc Liêu anh mua chiếc size 418 bạn nhé. Vâng, chiếc Lynxuro này được thiết kế rất là đẹp, bạn có thể thấy này, ở cái khung của nó thiết kế theo dạng khí động học, và đây là cái dây chuyền cực kỳ đẳng cấp của châu Âu bạn nhé. Không mối hàn này, phuộc bằng carbon, chứ phuộc là bằng carbon bạn nhé. Đó, và đồng thời đang sử dụng group Shimano Sora R3000 vành nhôm của hãng DK, một thương hiệu rất nổi tiếng của Ý đây, rất chuẩn và chuốt và đẹp luôn bạn nhé. Chiếc này là của anh Thanh ở Bạc Liêu. Vâng, anh Thanh ở Bạc Liêu. Còn đây là chiếc Savaro 6, chiếc này là của anh Nguyên ở Nghệ An, anh mua tiếp một chiếc nữa để tặng cho vợ của mình. Savaro 6 thì là mưa làm gió trên thị trường với cấu hình cực khủng, đó là full carbon và sử dụng full group Shimano 105R7000. Với dòng xe đạp đua Sava thì shop đang bán rất nhiều bạn nhé, rất nhiều luôn. Các khách hàng đến với shop đã mua thì sẽ tiếp tục mua những chiếc tiếp theo. Vâng, bạn đang cần tìm mua xe đạp thể thao hãy đến với shop xe đạp thể thao với chúng con. Shop đang là shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bán rất nhiều thương hiệu xe đủ chủng loại, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ và có nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Chỉ cần bạn có nhu cầu đến với shop, bạn sẽ tìm mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo ở khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.